sinh 12 tuổi cưỡng hiếp cô giáo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Binew. Một vụ cưỡng hiếp đã xảy ra mà nạn nhân là cô giáo, còn kẻ cưỡng hiếp lại là một học sinh chỉ mới 12 tuổi. Câu chuyện này thực sự như thế nào? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Cô John Nodin, một giáo viên 43 tuổi đến từ Lincolnshire, Anh. Câu chuyện được cô Nodin kể lại mới đây trên một bộ phim tài liệu về hệ thống phục hồi công lý có tên là Can't Fry My No, Say Sorry. Theo đó, vào năm 2004, Nodin đang là giáo viên tại một trường học và cậu nam sinh đó chỉ mới 12 tuổi, tên cụ thể đã được giấu. Vào một buổi sáng của ngày thứ hai, khi chỉ có hai người, nam sinh này đột nhiên lao vào cô. Cô Nodin đã cố gắng kháng cự nhưng không thành vì cậu học sinh thường ngày đã biến thành một con thú hung tợn và hiếp cô một cách tàn bạo. Tôi tưởng như mình sẽ chết vào ngày hôm đó, cô Nodin kể lại trong sợ hãi. Vào năm 2009, nữ giáo viên này đã gặp lại kẻ từng tấn công mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương và cô nói tha thứ cho cậu. Nodin cho biết, chuyện cô gặp 9 năm trước, suýt nữa đã hủy hoại cuộc đời cô hoàn toàn. Trong nhiều tháng trời, tôi không hề sống mà chỉ tồn tại. Tôi không muốn đi ra ngoài. Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn có thể ngửi thấy được mùi của hắn ta. Trong buổi gặp mặt, Nodin kể lại khi bị cưỡng hiếp, cô đã nhìn thấy hình ảnh gia đình vụt qua trước mắt. Cô tưởng chừng như mình sẽ bị bóp cổ cho đến chết. Khi nghe đến đây, người thiếu niên đã khóc và nhận ra lỗi lầm to lớn của mình đã ảnh hưởng kinh khủng đến cuộc đời cô giáo Nodin như thế nào. Nữ giáo viên đã nói một điều mà có lẽ rất nhiều người không thể nào hiểu được. Tôi nói với cậu ta rằng tôi tha thứ cho cậu và nếu như cậu ta chưa thể tự tha thứ cho mình, tôi hy vọng rằng cậu ta có thể làm như vậy vì tôi muốn cậu ta tiếp tục tiến lên sống tử tế. Cô chia sẻ, chính nhờ sự tha thứ mà cô Nodin đã trở nên mạnh mẽ hơn. Sau 5 năm sống trong địa ngục, cuối cùng cô đã giành lại cuộc đời của mình. Một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại một trường trung học tại Anh. Một nam sinh 14 tuổi được bảo mật danh tính đã bị cáo buộc có hành vi bắt cóc và tấn công tình dục một nữ giáo viên trong trường. Nam sinh này phải bốc lịch 14 năm tù. Cậu bé đã bắt và nhốt cô giáo trong một lớp học bỏ trống để giở trò đồi bại. Mặc cho nạn nhân ra sức van xin và kêu cứu, Euro xanh 14 tuổi vẫn cười mang trợ, vừa kéo toạc váy nạn nhân vừa sờ soạn tấn công vào chỗ kín của cô. Tiếng la hét hoảng sợ của nữ giáo viên đã khiến cho nhiều đồng nghiệp quanh đó giật mình, chạy tới giải cứu. Nhưng do nam sinh bệnh hoạn đã khóa trái và chèn cửa thật chặt cho nên mọi người không thể lọt vào bên trong để dừng hành động bị ổi của cậu ta. Cuối cùng, mọi người phải tìm lối thoát vào trong giải cứu đồng nghiệp qua đường cửa sổ phòng máy tính bên cạnh. Khi được giải cứu, nạn nhân đã sợ hãi và bị khủng hoảng nghiêm trọng. Trong khi đó, cậu học sinh đồi bại vẫn tỉnh bơ và nở nụ cười mãn nguyện. Bị ám ảnh về vụ tấn công tình dục kinh hoàng, nữ giáo viên đã không thể quay lại trường để dạy học được nữa. Sự quan tâm theo dõi từ quý khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và theo dõi những tin tức mới nhất đến từ Binew các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.